Chào mừng quý vị khán giả đến với bản tin bóng đá tổng hợp sáng thứ 6, ngày 27 tháng 9 của Yêu Bóng Đá Phải Gồn. Sau đây là những tin tức nóng hổi nhất vừa cập nhật sáng hôm nay trên chuyên mục Điểm Tin Sáng hàng ngày. Nhưng trước đó, quý vị đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh, cũng như có thể truy cập vào trang web của Phải Gồn để theo dõi trực tiếp các giải đấu bóng đá nhé. Bây giờ, bản tin xin phép được bắt đầu. CFMU đặt mục tiêu vô địch ngoại Anh năm 2028. The Athletic đưa tin, giám đốc điều hành Omar Berada của Man United đã nêu mục tiêu trong cuộc họp riêng với các nhân viên tại Old Trafford vào tuần trước. Ông chia sẻ rằng, quỷ đỏ đang đặt mục tiêu kỷ niệm 150 năm thành lập câu lạc bộ vào năm 2028 bằng chức vô địch ngoại Anh. Berada trở thành giám đốc điều hành của Man United trong mùa hè năm nay sau khi nền đỏ thành Manchester lôi kéo ông từ đối thủ Man City. Arsenal nhận tin xấu trước trận đấu với Leicester. Trường của đối đầu với Leicester City ở vòng 6 ngoại Anh cuối tuần này, huấn luyện viên Mikel Arteta đã bỏ ngỏ khả năng thi đấu của thủ môn số 1 David Raya, khiến cho nhiều người lo ngại thủ môn người Tây Ban Nha có nguy cơ vắng mặt. Raya bị đau trong trận hòa 2 đều với Manchester City ở vòng 5 ngoại Anh và đã được cho nghỉ hồi phục ở trận đấu với Bolton ở Cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, Mikel Arteta cho biết ông không rõ thủ môn 29 tuổi có kịp trở lại ở trận đấu với Leicester cuối tuần này hay không. Huấn luyện viên trưởng của pháo thủ cũng xác nhận David Raya dính chấn thương cơ. Ronaldo có thể tái ngộ Real Madrid. Gần đây, theo thông tin từ nhà báo Ả Rập Xê Út Al Tamim, Bộ Du lịch nước này đang có kế hoạch đàm phán với câu lạc bộ Real Madrid về việc tổ chức một trận giao hữu giữa câu lạc bộ Al Nassr, đội bóng mà Cristiano Ronaldo đang thi đấu. Cả hai câu lạc bộ này bày tỏ mong muốn được tổ chức trận đấu, nhưng hiện tại gặp khó khăn trong việc chọn địa điểm thi đấu. Real Madrid mong muốn trận đấu diễn ra tại sân Santiago Bernabeu nổi tiếng, trong khi phía Bộ Du lịch Ả Rập Xê Út lại đề xuất tổ chức sự kiện này tại một trong những sân vận động của quốc gia họ. MU từ bỏ De Jong. Frankie De Jong từ lâu đã là mục tiêu mà Man United nhắm đến, với sự ngưỡng mộ đặc biệt từ huấn luyện viên Erik ten Hag, người rất mong muốn đưa anh vào đội hình quỷ đỏ. Dù qua nhiều kỳ chuyển nhượng cùng vô số tin đồn, cuối cùng vẫn không có thỏa thuận nào được hình thành. Theo cập nhật mới nhất từ Team Talk, Man United đã quyết định từ bỏ việc theo đuổi Frankie De Jong và chuyển sự chú ý sang tiền vệ Nicolò Barella của Inter Milan. Đây là cầu thủ nằm trong kế hoạch của giám đốc thể thao Dan Ashworth và huấn luyện viên Erik ten Hag đã hoàn toàn đồng ý với chiến lược chiêu mộ Barella. Garnacho mâu thuẫn với ten Hag. Theo cựu danh thủ Ruud Gullit, thái độ của Garnacho với ten Hag trong trận hòa với Twente nói lên nhiều điều. Ten Hag muốn nói chuyện với Garnacho nhưng cô ấy không thích. Gullit nói, Garnacho chuẩn bị vào sân và dường như không nghe bất cứ lời nào của ten Hag. Mikel Merino có thể tái xuất cuối tuần này. Sau màn hủy diệt Bolton ở Cúp Liên đoàn, thì Arsenal đã bắt đầu quá trình chuẩn bị cho cuộc đụng độ Leicester City tại vòng 6 ngoại Anh. Mọi chuyện còn đáng chờ đợi hơn khi tân binh Mikel Merino đã trở lại tập luyện và dự kiến sẽ có mặt khi pháo thủ đụng độ bày cáo. Rõ ràng, sự chờ đợi dành cho nhà vô địch Euro 2024 đang rất lớn sau khi ngôi sao xứ đấu bò không may dính chấn thương giai đoạn đầu mùa. Liverpool quan tâm Rodrigo. Hợp đồng của Mohamed Salah không còn dài và tồn tại khả năng ngôi sao nghề cập sẽ chia tay Liverpool vào hè 2025. Nếu kịch bản trên xảy ra, Rodrigo của Real Madrid sẽ là một trong những phương án được The Kop nhắm đến để làm mới hàng công. Tuy vậy, đây không phải thương vụ dễ hoàn thành của đại diện thành phố cảng khi cầu thủ người Brazil cùng kiên kiên trắng vẫn đang hài lòng về sự hợp tác hiện tại. Tương lai của ten Hag đang bị nghi ngờ. Trên hòa gần đây của Manchester United trước Twente tại Europa League đã đặt huấn luyện viên Erik ten Hag vào tình thế khó khăn. Theo Rudy Galetti, ban lãnh đạo của đội bóng đã yêu cầu huấn luyện viên người Hà Lan nhanh chóng cải thiện thành tích bắt đầu từ trận đấu với Tottenham. Cụ thể, ban lãnh đạo Manchester United đã nhấn mạnh rằng ten Hag cần nâng cao chất lượng lối chơi của đội. Họ cũng cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm những đánh giá nghiêm ngặt nếu phong độ của đội không cải thiện thời gian tới. Mặc dù ten Hag vẫn nhận được sự ủng hộ từ câu lạc bộ cho đến nay, áp lực đang gia tăng khi quỷ đỏ phải đối mặt với khởi đầu không mấy suôn sẻ và tìm cách cải thiện kết quả ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu. Ole Solskjaer sẵn sàng trở lại Man United. Sau khi chia tay Manchester United, thì huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa tìm được bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân. Thậm chí trong một buổi phỏng vấn gần đây, ông thầy người Na Uy cho biết sẵn sàng quay trở lại dẫn dắt quỷ đỏ dù không muốn chia sẻ nhiều về công việc của người khác. Tuy vậy, không dễ để Ole Gunnar Solskjaer một lần nữa ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford khi Manchester United vẫn đang đặt niềm tin vào Erik ten Hag. Barca coi Costa là sự thay thế lâu dài cho Ter Stegen. Theo nguồn tin từ Ekram Konur, Barcelona đang cân nhắc việc chiêu mộ thủ môn Diego Costa, 25 tuổi của Porto, nhằm thay thế dài hạn cho Marc-André Ter Stegen, người hiện đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, thương vụ này có thể đối mặt với nhiều trở ngại tài chính lớn. Điều khoản giải phóng của Costa được định giá 75 triệu euro, một con số không nhỏ và là thách thức đối với Barcelona. Barcelona được đăng ký ôn mồ đến hết mùa. Theo Mundo Deportivo, Barcelona dự kiến sẽ hủy đăng ký thủ môn đội trưởng Marc-André Ter Stegen với La Liga
sau chấn thương đầu gối khiến anh phải kết thúc mùa giải, và 80% tiền lương của thủ thành người Đức được sử dụng để giúp đăng ký Olmo cho giai đoạn 2. Trước đó, Barca chỉ được phép đăng ký Olmo với La Liga đến hết năm 2024 sau chấn thương dài hạn của Andreas Christensen. Real Madrid đón tin vui trước trận derby. The Athletic tiết lộ, hậu vệ cánh Dani Carvajal đã trở lại tập luyện cùng toàn đội và đủ thể lực để ra sân trận Real Madrid gặp Atletico Madrid vào cuối tuần này. Trong khi đó, Eduardo Camavinga mới chỉ tập cùng nhóm nhỏ và dự kiến sẽ tập luyện nhiều hơn với toàn đội vào hôm nay, 27 tháng 9. Các bác sĩ của Real Madrid đang theo dõi chặt chẽ thể lực của tiền thủ Pháp và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 9. Mbappe và Jamal tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng của La Liga. Tháng 9 sắp đi qua và ban tổ chức La Liga vừa tung ra danh sách đề cử cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Tâm điểm của truyền thông xoay quanh hai ngôi sao Kylian Mbappe của Real Madrid và Lamine Yamal bên phía Barcelona. Tuy vậy, vinh dự hoàn toàn có thể thuộc về ba ứng viên khác là Indica William, Lo Celso và Carlos Vicente. Man City không gọi lại Calvin Phillips. Những kế hoạch của Manchester City đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi Rory dính chấn thương nặng. Thậm chí có những đồn đoán về việc The Citizen có thể gọi lại Calvin Phillips từ Ipswich Town để đảm bảo độ dày lực lượng. Thế nhưng ý tưởng trên nhanh chóng bị loại trừ và cầu thủ người Anh sẽ tiếp tục cống hiến cho tân binh EPL trong thời gian tới. Opta dự đoán Man City lại vô địch ngoại Anh. Premier League đã đi qua 5 vòng đấu và siêu máy tính Opta vừa đưa ra dự đoán về thứ hạng của 20 câu lạc bộ. Với tập thể giành ngôi vương, Manchester City là cái tên nhận được sự tin tưởng với số điểm thật tính toán lên đến 91. Trong khi đó, Opta điền tên Arsenal, Liverpool cùng Chelsea và các vị trí còn lại của top 4. Ở chiều hướng kém tích cực hơn thì siêu máy tính cho rằng Manchester United chỉ xếp thứ 8 với 57 điểm sau 38 vòng đấu. Tất nhiên mọi thông số chỉ mang ý nghĩa tham khảo, còn các tập thể tên tuổi sẽ phải chiến đấu hết sức để giành được thứ hạng tốt nhất có thể. Toni Kroos từng được MU theo đuổi. Việc chiêu mộ Toni Kroos từ Bayern Munich được cho là một trong những thương vụ thành công nhất lịch sử Real Madrid. Thế nhưng ít ai biết được, ngôi sao người Đức từng được Manchester United quyết liệt theo đuổi trong quá khứ. Chính Kroos đã bật mí chi tiết trên qua tuyên bố: Moyes đã đến gặp tôi ở Munich vào thời điểm đó để mời tôi gia nhập đội bóng của ông ấy, nhưng họ sau đó đã thuê Louis van Gaal và tôi đã lịch sự từ chối, Kroos cho biết. Thông tin trên cũng là chi tiết cuối cùng của bản tin bóng đá ngày hôm nay, 27 tháng 9, với những nội dung nóng liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của kênh. Mọi người đừng quên cập nhật liên tục những clip trên hệ thống của kênh Figon nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.